Thành chào quý vị và chị ạ. Vâng, thì em cũng vừa ra trường không biết được anh Tài mà. Thì hôm nay thì em theo ở quán photo rất nổi tiếng ở trường của trường anh là photo Tuấn Hùng ấy. Thì hình như hôm nay thấy anh in cái gì đúng không? Vâng, thấy anh in để đến thì theo em vào thì tình cờ gặp được xong anh em nói chuyện không? Đây là chị phụ nữ trong đó. Bắt đầu thế là em biết anh Tài có Facebook kìa, thì đăng những video xem đấy thì khóa học, thì em tin chắc là sau khi mọi người học anh Tài thì chắc chắn là mọi người sẽ đạt được cái mục tiêu ban đầu của mình. Bởi vì thông qua cái trải nghiệm của em thì em thấy rằng trong cái kỳ thi này thì 1% là do nỗ lực của bản thân, còn 99% là do anh Tài cùng cả, nên là các bạn yên tâm. Cái đấy là sự thật, bởi vì là trước khi thi thì em cũng học cái đợt thi vòng thứ hai phỏng vấn nhỉ, thì vòng một là auto qua nhá, bởi vì học cái này chắc chắn là sẽ qua trên 30 rồi thì cũng không gọi là khó khăn lắm. Thì cái vòng 2 thì Tài anh thì lúc nào anh cũng đi sát sao so với mọi người ạ, thì nên là mọi người cứ yên tâm là bởi vì đến cái vòng 2 thì anh cũng sẽ đến và anh tiên đoán được những cái tiên đoán được cái khó khăn để mọi người lường trước, có thể qua đó là sẽ có được những cái giải pháp phù hợp ấy. Đấy thì em xin chúc là mọi người sẽ đạt được những cái kỳ vọng của bản thân. Okay.